Chào mọi người hả? Nó quay trở lại làm video về nông thôn ở nước Đức. Đấy. Các bạn ngắm cảnh nông thôn nước Đức thế nào nhá. Đây là một vườn táo này. Đấy, toàn táo tuyệt vời chưa? Rõ lòng nhá. Trước mắt mọi người là một chiếc xe máy cày tractor đấy. Nó kéo một cái thùng chứa nước để đi tưới cho táo, và nó còn có tác dụng là đi hút những cái lá hoa quả rơi xung quanh gốc cây đấy các bạn, rất là đa năng. Trên bầu trời là có chiếc máy bay trực thăng, gần đấy là có sân bay rất là lớn nên cái lưu lượng máy bay rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn nhá, đấy, các bạn xem nông thôn ở Đức nhá, đấy vẫn có tàu điện chạy nhá, đấy. Đấy nông thôn ở Đức có gì khác. Ở bên này cái hệ thống kết nối giao thông đi lại rất là thuận tiện mọi người ạ. Đồ nhựa hết nhá. Đấy, cầm xe ô tô, cầm xe máy vào chỉ có cho xe của người làm nóng thôi nhá. Này các bạn ngắm đi. Đẹp chưa? Thẳng tắp. Có hệ thống tưới tiêu đầy đủ nhá. Đấy. Có rào chắn đàng hoàng nhá. Đây, đây là lúa mì nhưng mà vừa rồi là đã gặt rồi nhá. Đấy. Đây là con diều hâu nhằm mục đích là để xua đuổi những con chim khác đến phá hoại táo của họ đấy các bạn. Đấy. Táo ở đây á, rất là sạch sẽ. Đây cho các bạn tầm mắt xem đây. Đấy. Cái gì tốt được khoảng 1,5 mét thôi, 1,5 mét thôi, đến 2 mét, nhưng mà quả thì rất là nhiều nha. Đấy, quay cho các bạn xem, mọi người cùng xem. Đấy, họ làm táo như thế nào. Còn quả không thôi nhé. Đấy, bánh bông, quả ngan. Rất là nhiều. Quả này, thấy chưa? Quả rất là ngon. Cảnh rất là thanh bình, tươi mát. Đấy, các bạn ngắm đi. Đấy, tận mắt chứng kiến đấy là giống như kiểu một cái trang trại Việt Nam mình đấy, họ làm ấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Được rào chắn đầy đủ nhá. Đấy. Được rào chắn đầy đủ nhá. Đây, vườn táo. Cái quả dưới gốc này. Các bạn thấy chưa? Quả nào rụng dưới gốc này, tả tới luôn. Đây. Tránh lưới để tránh chim chóc vào phá. Rất là nhiều luôn. Thẳng tắp. Đấy. Đấy là hệ thống tưới nhá. Nước này, đường ống ấy. Đấy, đường ống ngầm ấy. Đấy, thấy chưa? Quả nhá, chín triệu. Củ to đùng này, củ này là củ rất tích, là cái như củ cải trắng ấy mọi người. Đây, trông mênh mông chưa. Đấy, củ rất là to nhá, cho các bạn xem nó trong cà chua nhá. Đấy, chuyện quả chưa. Đấy, cà chua đấy.
trồng cái này đây. Con cà chua không thôi, cỏ thì thối rồi, cà chua cho bò ăn cái cỏ đi. Được đây. Cho mấy mọi người biết cái gì đây không? Đấy, cái này giống lá, rất là giống cái lá thi la mình nhá. Nhưng không phải đâu các bạn ạ. Đây là loài mắng tây nổi tiếng ở cái vùng bón hém này nhá. Đấy, đây một loài sản phẩm nông nghiệp rất là nổi tiếng ở vùng bón hém. Đấy, giống lá là rất giống cái thi la như mình. Đấy, nhưng mà nó là một loài mắng tây đấy. Đấy, họ trồng rất là nhiều nhé, đặc sản của cái vùng này đấy, đặc sản miền Quế đấy, cái măng tây. Đấy, nó trồng đây, các bạn ngắm đi. Đường cao tốc nhá, ô tô đang chạy rất là nhiều nhá. Đấy, đây là đường cao tốc đi Quên là bón này, đường này là bón, thành phố bón và đi sang kia là thành phố Quên. Quay xuống rồi mọi người làm một cái tổ chim nhé. Đấy, đây là một cái tổ chim nhé. Đấy, các bạn là chim cứ cái lúa mì nhé. Đấy, cái lúa mì. Đẹp chưa? Toàn táo nhé. Táo vùng này cũng rất là ngon, quả đều tấm tấp. Đấy, thấy chưa? Ngắm đi các bạn, trên cao ngắm xuống. Mặt cho mọi người xem nha, đây là ngỗ này to rất lớn này. Kia nhé, đấy, gặp chưa? Mọi người đi rào đi thể dục cuối tuần, rủ nhau đi thể dục ra cánh đồng hít thở không khí trong lành, rất là tuyệt vời. Rồi thăm vườn ngô, ngô đầu này có trĩu quả nhé. Đây các bạn, thăm vườn ngô đây. Đấy, ngô này thì cũng phải là loại tốt lắm. Bạn làm ngô đi. Đấy, ngô này thì họ chỉ trồng cho loại động vật ăn thôi. Vườn ngô này. Đấy, vườn ngô chưa? Đây là vườn cải trắng đấy các bạn. Đấy, trồng cải trắng bấm bấm chưa? Đấy, không hề có người làm nhé. Đấy là hầu như là máy móc làm hết các bạn ạ. Đấy, và
Mặt lại Yến Bình hả? Vườn ngô. Kia là dòng sông nhé, đằng sau mấy cái ngôi nhà kia là một cái dòng sông gái nhé, dòng sông nó chảy qua thành phố Bonn và xuống đây thành phố Khuyến. Tầng đấy, trên cấp 1 đấy của vùng quê này đấy. Không có cổng cao gì hết. Nó khác Việt Nam mình là bên này các cái công sở, các cái trường là không bao giờ có xây cổng, xây tường cao gì hết nhé. Đấy. Vẫn là tường bằng cây ổ, rất là tự nhiên, rất là thiên nhiên. Chưa? Đẹp nhá. Đấy, chưa các bạn thấy chưa? Tốt đấy. Mà có khác ở Việt Nam mình không nhá? Đấy, đường dành cho người xe đạp, người đi bộ đây. Về Thanh Bình này, đây có siêu thị nhá, cổng vào siêu thị đấy, đây đấy là siêu thị nhá, đây cửa hàng quần áo nhá, đấy, kia là cửa hàng bánh mì nhá, cà phê nhá, đây kia là cửa hàng EDK, đây là cửa hàng bán đồ thực phẩm ăn uống. Gì đây không? Đấy. Đây là nơi vứt những cái vật dụng bằng thủy tinh như chai lọ các loài đấy, phải phân biệt loài từng màu một nhé, màu trắng nhé, màu nâu nhé, màu xanh nhé, đây là phải vứt đúng ấy, phân loài ra đấy. Đấy, không được vứt bừa bãi nhé, tất cả chai lọ thủy tinh phải vứt vào đấy hết nhé. Ở trung tâm nhé.
Vậy hả? Hôm nay đưa mọi người đến một cái nơi rất là thú vị nhá. Đây, cái nơi này á, rất là linh thiêng. Nơi này là nơi chốn tất cả các loài động vật mà bị chết đấy các bạn. Đấy. Đấy, Frithof được chôn trong này. Đấy, trước mặt các bạn là cái khu nghĩa địa của các loài động vật nhé. Đấy, thú nuôi trong gia đình ấy, như chó, mèo. Đấy, các loài được chôn cất trong này. Đấy. Là nhiều nha các bạn, đấy, cho các bạn đấy, đây là các cái ngôi mộ mới ấy của các loài động vật. Đến đây chào mọi người hả? Mọi người xem nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để lần sau có thể xem được nhiều video hay hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người.